Kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2021 tại Diễn đàn Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn cầu. Chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống, kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước, cùng thành kính, trang nghiêm, dâng lời cầu nguyện. Chúng tôi, nữ sĩ Lê Phan, trân trọng kính mời Đức Quốc Công Đào Minh Quân,
Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước, thành kính trang nghiêm dâng lời cầu nguyện. Lạy Đấng tối cao, Thượng Đế, Trời, Phật và hồn thiêng sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ, độ trì, ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Ngôn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lầm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. Lời cầu nguyện chấm dứt, trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống và quý vị theo dõi chương trình. Lời cầu nguyện đã chấm dứt, trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống, kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước cùng bắt đầu vào chương trình hôm nay. Trân trọng kính mời. Xin kính chào lại quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Để mở đầu chương trình, chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe bài hát quen thuộc Việt Nam Đào Minh Quân. Đào Minh Quân, anh hùng cứu miền dân quên thân mình, ngày ngày chung lo việc nước, một lần thề dân chiến đấu không ngại mình vì nước hy sinh cho tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui lo ăn xóa tan bao nỗi lòng than. Việt Nam Đào Minh Quân, xanh cờ đỏ thiên sông núi, anh dương lên soi sáng khắp nơi cầu. Đào Minh Quân, anh hùng cứu người dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước, một lời thề dòng chiến đấu không ngại mình vì nước hy sinh cho một người tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dẫu đang chờ ngày vui lo ấm xóa bao nỗi lòng than. Việt Nam Đào Minh Quân, xây cờ đỏ hồn thiêng sông núi, anh dương lên soi sáng khắp đường cầu, anh dương lên soi sáng khắp đường cầu, anh dương lên soi sáng khắp đường cầu. Dương đang soi sáng toàn nước Việt Nam của chúng ta và sẽ lan tỏa khắp địa cầu.
Thật vậy đó thưa quý đồng bào, vì hiện tại nước Việt Nam của chúng ta đã trải qua gần 100 năm Cộng sản cai trị người Việt Nam, và dân tộc Việt Nam của chúng ta đã đau khổ, đau thương chồng chất gần 100 năm nay. Và tưởng như là Việt Nam của chúng ta không có cơ hội, nhưng ngày hôm nay chúng ta đã có một tin vui, và nước Việt Nam của chúng ta, thể chế Việt Nam Cộng Hòa sẽ khôi phục lại và sẽ vực dậy một cách mạnh mẽ. Vì hiện tại chúng ta có Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Ngài là một vị lãnh đạo tối cao của đất nước Việt Nam của chúng ta, và với tấm lòng của Ngài thương yêu dân tộc Việt Nam vô bờ bến, Ngài thương tất cả những người Việt, không kể là những người Việt đã đi theo Cộng sản. Vì sao? Vì Đức Quốc Công đã nhìn ra được âm mưu của Tàu Cộng muốn chiếm nước Việt Nam của chúng ta, muốn biến Việt Nam của chúng ta thành một quận lỵ của chúng. Cho nên từ chỗ đó, Tàu Cộng đã dụ dỗ và đã sai khiến những người Việt Nam vì mê mờ mà lầm tưởng để đi theo Cộng sản. Vì lý do đó, cho nên dân tộc Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay sự thật đang được phơi bày. Và sự thật đó là toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta bị Tàu Cộng lừa gạt, và chúng đã đem một tên gián điệp Tàu Cộng vào và bắt toàn dân tộc của chúng ta, gọi là cha già dân tộc. Nhưng chúng ta mỗi một người thử suy nghĩ lại, thì dân tộc của chúng ta, nước Việt Nam của chúng ta đã trải qua gần 5.000 năm văn hiến. Còn Hồ Chí Minh thì là bao nhiêu tuổi mà gọi là cha già dân tộc? Chỉ có bao nhiêu đó thôi là chúng ta đã thấy vô lý rồi. Và khi sự thật đã được phơi bày thì chúng ta càng thấy nhục nhã hơn nếu chúng ta nhận giặc làm cha. Đúng không thưa quý vị? Là vì Đức Quốc Công đã cho toàn dân tộc của chúng ta biết được Hồ Chí Minh là Tàu Cộng, và cái xác đang nằm tại Lăng Ba Đình đó là người Tàu, không phải là người Việt. Vì Cộng sản nó muốn lừa gạt người dân của chúng ta và cho rằng Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc đi tìm đường cứu nước, có đúng không? Tất cả là chúng lừa gạt toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta là Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc. Nhưng ngày hôm nay Đức Quốc Công đã đưa sự thật ra, không chỉ là đưa cho người dân Việt Nam của chúng ta biết, mà đưa ra toàn thế giới nữa kìa. Vì sao? Vì Cộng sản Việt Nam chúng muốn vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới, chúng muốn lừa gạt cả thế giới. Thì từ chỗ đó cho nên chúng đã bị thất bại ê chề. Vì Đức Quốc Công chỉ đưa ra một câu hỏi thôi, yêu cầu UNESCO là Cộng sản Việt Nam, phải cho Cộng sản Việt Nam trả lời một câu hỏi đơn giản, đó là chứng minh cho được dấu vân tay của Hồ Chí Minh, của xác Hồ Chí Minh đang nằm tại Lăng Ba Đình, và dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc có trong thẻ căn cước đã được lưu giữ ở tại Sở Liêm Phóng Phòng Nhì của Pháp khi Nguyễn Ái Quốc đi sang Pháp để xin làm thông ngôn cho Pháp. Và hiện tại cái thẻ căn cước đó vẫn còn dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc. Và Cộng sản Việt Nam đã thất bại ê chề là việc không chứng minh được cái dấu vân tay của xác Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là một. Tất nhiên nếu nó không giống nhau thì là hai người, mà hai người thì là Hồ Chí Minh do Tàu Cộng để cài cắm vào làm gián điệp để mà chiếm nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta hãy sáng mắt và nhìn ra được là chúng ta đang bị lừa. Nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam bị Cộng sản Tàu nó lừa, và nó muốn lừa cả thế giới. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có một vị minh quân đã đưa ra sự thật cho toàn thế giới, cho toàn nước Việt Nam và lan tỏa khắp thế giới là Tàu Cộng đang muốn chiếm nước ta. Và Đức Quốc Công cho mọi người dân biết, để mọi người dân của chúng ta mỗi người là một lá phiếu, chúng ta nói lên tiếng nói của chúng ta, không chấp nhận chế độ Cộng sản ở tại nước Việt Nam của chúng ta. Và chúng đã cai trị người dân đau khổ chết chóc đến cùng cực. Thì bây giờ nhìn về quá khứ, chúng ta
đã thấy rõ được là khi Cộng sản nó chiếm miền Bắc thì nó đã theo lệnh của Tàu Cộng để thực hiện cải cách ruộng đất, và người dân ở tại miền Bắc bắt bị người dân hiền lành ở tại miền Bắc bị chết oan ức rất là nhiều. Rồi khi chúng len lỏi vào để âm mưu chiếm miền Nam của chúng ta, và chúng đã thực hiện được là vì sao? Là vì chúng len lỏi vào người dân, và những người dân vì tin theo chúng là chúng đã dùng cái xảo thuật là núp ở dưới dạng người lương thiện. Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta rất là hiền lành và chất phát chân thật lắm, thưa quý vị. Cho nên khi mà gặp những người nào hiền lành thì tin tưởng và nghe theo, và chúng núp ở dưới dạng người hiền lành, người lương thiện, cho nên người dân của chúng ta đã bị ngộ nhận. Cho nên Đức Quốc Công cũng đã cho người dân biết là người dân Việt Nam vì ngộ nhận mà nuôi dưỡng, chính sự ngộ nhận nuôi dưỡng cho nên miền Nam của chúng ta đã bị mất vào tay Cộng sản ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cho nên người dân Việt Nam ngày hôm nay không có thể mê mờ được và phải sáng suốt để thấy được là cái gốc cây Cộng sản đã bị Đức Quốc Công chặt đứt ngay từ khi Cộng sản Việt Nam nó đưa Hồ Chí Minh ra vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới. Ngài nó nói là ngày sinh nhật 100 tuổi của Hồ Chí Minh. Nhưng xin thưa quý vị, 100 tuổi đó, cái ngày sinh đó cũng là ngày giả nữa đó, thưa quý vị. Ngày 19 tháng 5 năm 1989 là chúng đưa ra để vinh danh Hồ Chí Minh sinh nhật 100 tuổi. Nhưng ngày 19 tháng 5, quý vị có biết là Cộng sản nó mưu mô xảo quyệt. Ngày 19 tháng 5 là ngày Đức Thủ Khoa Quân, khi mà Pháp á, nó sang để mà để thôn tính ở Việt Nam của chúng ta đó, thì Pháp dụ Đức Thủ Khoa Quân ra làm việc, nhưng Đức Thủ Khoa Quân không có chấp nhận ra, chấp nhận là bị xử tử đó, thưa quý vị. Và ngày mà Pháp xử bắn Đức Thủ Khoa Quân là ngày 19 tháng 5 đó, thưa quý vị. Cho nên người dân rất là tôn kính Đức Thủ Khoa Quân, và ngày 19 tháng 5 thì người dân để tưởng niệm Đức Thủ Khoa Quân và tập trung lại để làm ngày giỗ để tưởng nhớ đến Đức Thủ Khoa Quân. Và Cộng sản nó mưu mô lắm, cho nên nó thấy người dân tập trung ra đông đảo thì nó mới lấy cái ngày 19 tháng 5 làm ngày sinh của Hồ Chí Minh. Và cái ngày dân ra đông đảo thì nó lừa, là nó nói là người dân ra để tưởng niệm ngày 19 tháng 5 là ngày sinh của Hồ Chí Minh. Đó, quý vị thấy nó gian manh xảo trá lắm. Cho nên là khi người dân của chúng ta thấy được sự gian manh của Cộng sản thì chúng ta phải sáng suốt để cùng với Đức Quốc Công lấy lại đất tổ, không làm khổ dân bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Và chúng ta vào Google để nhấn ba chữ www.trưngcầudânýviếttắt.us hoặc là ba chữ W rồi trưng cầu dân ý, ba chữ W rồi chấm, rồi trưng cầu dân ý viết tắt chấm info, chữ info là chữ y ngắn NFO, hoặc là chúng ta bấm ba chữ W rồi chấm trưng cầu dân ý viết tắt chấm word, chữ word là WORLD, hoặc là chúng ta nhấn ba chữ W rồi chấm chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trưng cầu dân ý viết tắt .com, hoặc là chúng ta muốn đón Đức Quốc Công khi Đức Quốc Công về nước thì chúng ta bao nhiêu người đi, chúng ta vào ba chữ W chấm đón tổng thống viết nguyên .com, hoặc là chúng ta bấm ba chữ W rồi chấm Việt Nam Cộng Hòa viết tắt số 3.com, hoặc là chúng ta nhấn ba chữ W rồi chấm Việt Nam Cộng Hòa viết nguyên số 3.com. Đó, quý vị thấy chúng ta có rất nhiều link để vào đó trưng cầu dân ý.
thì nếu cộng sản nó cũng mơ mơ lắm, thưa quý vị, nó chậm tùm lum hết. Cho nên nếu chúng ta vào link này không được, chúng ta nhảy qua link khác để chúng ta làm, và cố gắng làm sao mỗi người dân một lá phiếu để nói lên cái lập trường của mình, chính kiến của mình không chấp nhận chế độ cộng sản. Vì sao? Vì cộng sản nó lừa gạt người dân, cho nên á, nó gieo vào lòng dân sự thù hận, ganh ghét, ích kỷ, nhỏ nhen. Thì nếu chúng ta hiểu được cái cuộc chiến này là do cộng sản Tàu, nó dùng cộng sản Việt Nam là những tên hèn nhát, tham lam, ích kỷ và muốn sống cho riêng mình, cho nên là theo dặt và đàn áp người dân Việt Nam của chúng ta. Cho nên chúng ta sáng suốt thì chúng ta chỉ cần một lá phiếu từ 3 đến 5 phút trong điện thoại cầm tay của chúng ta mà có nối mạng Internet, thì chúng ta sẽ nói lên được tiếng nói của mình. Sau khi chúng ta trưng cầu dân ý thì chúng ta nhấn vào lá phiếu đó thì chúng ta sẽ có được số căn cước. Lấy giấy viết ghi lại để giữ lại số căn cước. Khi Đức Quốc Công về nước thì mỗi người dân sẽ có được thẻ căn cước, và chính thẻ căn cước đó sẽ cho người dân vào bệnh viện không phải trả tiền. Con em đi học cũng không phải đóng lệ phí. Đó là điều kiện tối cần thiết cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì người dân của chúng ta hãy so sánh đi. Hiện tại người dân ở tại Việt Nam thì vào bệnh viện không có tiền là chịu chết, đúng không? Chúng tôi nói không sai, phải không? Còn con em thì sao? Không có được đến trường là vì không đủ tiền để ăn qua ngày, làm gì có tiền để đóng tiền trường. Còn những em mà chúng tôi đã nhìn thấy các em có nhiều người thâu lại được ở trên Facebook đó, thì có những em dù cho có tiền đóng tiền đi học đó, nhưng các em đi qua sông không có cầu để qua sông đó, thưa quý vị, mà phải ngồi trong cái thùng xốp đó để hai tay bơi dưới nước mà cái thùng xốp đó trôi qua bờ bên kia. Xin thưa tất cả quý vị, ở các nước tự do không bao giờ có tình trạng này hết, thưa quý vị. Là vì sao? Vì ở các nước tự do người ta rất tôn trọng các trẻ em. Vì sao? Vì trẻ em là tương lai của đất nước, đúng không? Khi chúng ta đào tạo thế hệ trẻ được giỏi, được tiến lên, thì đất nước có phải được trường tồn không, thưa quý vị? Đó là điều chắc chắn. Còn tại Việt Nam chúng ta thử nhìn những cảnh đó thì chúng ta sẽ thấy những cái tên mà nó cai trị, nó cầm đầu đất nước Việt Nam của chúng ta có muốn cho dân tộc Việt Nam của chúng ta ngoi đầu lên hay không. Thì chúng ta chỉ nhìn thế hệ trẻ mà thôi thì sẽ thấy được chúng đang hủy diệt thế hệ trẻ. Và khi thế hệ trẻ của Việt Nam của chúng ta bị hủy diệt thì tương lai đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ ra sao? Đó, bao nhiêu đó chúng ta thử nhìn thấy thì chúng ta mới thấy được không phải chúng ta đang sống hiện tại là chúng ta sống cho chúng ta, mà chúng ta phải sống cho các thế hệ mai sau kìa. Nếu như bây giờ chúng ta sống cho chúng ta, còn con em chúng ta mai sau thì chẳng lẽ là chúng ta để cho các em chết hết hay sao? Chúng ta nhìn thấy tương lai của đất nước thì chúng ta mới thấy được công đức của Đức Quốc Công lớn lao đến nhường nào. Ngài không phải cứu nước Việt Nam hiện tại bây giờ thôi, mà Ngài cứu nước Việt Nam của chúng ta trường tồn ở mai sau nữa kìa. Ngài cũng đã từng tuyên bố ngày 30 tháng 4 năm 1975 phải là ngày mất nước sau cùng. Cho nên nếu chúng ta nhận định và suy nghĩ cho kỹ thì chúng ta phải hy sinh cái đời của chúng ta hôm nay. Chúng ta cần phải nói lên tiếng nói của mình, vì tiếng nói của mình có mạnh mẽ và mình có can đảm thì các thế hệ về sau của con em của chúng ta mới có cơ hội đứng vững trên trường quốc tế được, và sẽ sánh vai với các nước mạnh tiên tiến ở trên thế giới. Và ở trong sách cũng có nói Việt Nam của chúng ta sau này là coi như đứng đầu thế giới đó quý vị, và Việt Nam rất là giàu có. Thì bây giờ chúng ta tin những lời sấm đang nói
đã ghi cách đây hơn 500 năm và trong sấm cũng đã ghi đến họ tên của Đức Quốc Công của chúng ta. Cho nên từ chỗ đó, chúng ta hãy tin tưởng và chúng ta hãy có niềm tin chắc chắn vì Việt Nam Cộng Hòa là một thể chế hữu thần, tin tưởng ở Thượng Đế Trời Phật và Hồn Thiên Sông Núi. Chúng ta nên nhớ là khi nước Việt Nam của chúng ta đã bị Tàu Cộng, nó muốn chiếm và nó gây ra chiến tranh từ miền Bắc vào trong miền Nam. Người dân Việt Nam của chúng ta đã trải qua thời chiến tranh, mà một cuộc chiến nhìn lại thì thấy đó là cuộc chiến không đáng có, vì do Tàu Cộng nó gây ra, chứ không phải là tại nước Việt Nam của chúng ta. Anh em ba miền Nam Trung Bắc của chúng ta nằm xuống mà chúng ta không nhìn thấy giặc ở đâu, chỉ thấy anh em đánh với nhau, có đúng không? Nhưng một điều chúng ta thấy rõ nhất, đó là vũ khí của miền Bắc để xâm lăng miền Nam, đó là của Tàu Cộng. Bao nhiêu đó chúng ta đủ thấy rồi. Còn khi Hoa Kỳ đã vào miền Nam để giúp cho miền Nam của chúng ta để chống lại giặc phương Bắc, thì chúng ta nhìn xem có đúng là bây giờ ngay cả những tên cộng sản nó cũng cho con cháu nó qua Hoa Kỳ không? Như vậy chúng ta nhìn xem là Hoa Kỳ là muốn một nước đồng minh và muốn giúp cho Việt Nam của chúng ta thoát khỏi cộng sản và muốn giúp cho Việt Nam của chúng ta được tự do, mà thậm chí những chiến binh của Hoa Kỳ cũng phải hy sinh ở tại chiến trường Việt Nam. 58.721 chiến binh Hoa Kỳ đã tử trận ở tại chiến trường Việt Nam. Và sau khi miền Nam của chúng ta đã bị mất vào tay cộng sản, thì Hoa Kỳ cũng chính là nước anh em dang rộng vòng tay để đón chào những người tị nạn đã vượt biên vượt biển để sang các nước tự do, mà Hoa Kỳ là một nước đàn anh đã cưu mang dân tộc Việt Nam của chúng ta, có đúng không? Chúng tôi nói không sai, vì diễn đàn của chúng tôi là Duy Thật Lật Cộng, và khi sự thật phơi bày thì người dân Việt Nam của chúng ta là hiểu được cuộc chiến tại Việt Nam của chúng ta là không đáng có, và hôm nay chúng ta nhất định phải đuổi giặc phương Bắc ra khỏi Việt Nam của chúng ta, giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam. Và chế độ tà quyền cộng sản Việt Nam là tay sai Tàu Cộng, nhất định dân tộc Việt Nam của chúng ta không để cho cộng sản tồn tại trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Và đơn giản, Đức Quốc Công cho chúng ta mỗi người đều làm được rất dễ, không có trải qua bom đạn chết chóc, không có đổ máu, không có rơi nước mắt, và thậm chí cũng không tốn một giọt mồ hôi. Chúng ta hãy nói lên chính kiến của mình và điền vào lá phiếu trưng cầu dân ý. Những chi tiết ở trong lá phiếu yêu cầu chúng ta thì chúng ta nên điền đầy đủ. Và nếu chúng ta điền đầy đủ thì khi Đức Quốc Công về là chúng ta có những chi tiết không cần phải bổ túc. Và khi không cần phải bổ túc thì chúng ta sẽ có được thẻ căn cước sớm nhất. Còn ai chưa ghi đầy đủ thì chúng ta phải chờ bổ túc để có được thẻ căn cước. Cho nên đó là quyền lợi của người dân. Nên nhớ, Đức Quốc Công đang cứu dân tộc Việt Nam của chúng ta, và Đức Quốc Công đang muốn cho người dân được no cơm ấm áo, người dân được sung sướng, chứ không phải là người dân Việt Nam làm cho Đức Quốc Công được sung sướng. Nghe thưa quý vị, Đức Quốc Công đã có đầy đủ ở tại Hoa Kỳ. Ngài là một vị nổi tiếng ở Hoa Kỳ, là một triệu phú đầu tiên, người Việt đầu tiên ở tại Hoa Kỳ. Tương lai sự nghiệp của Đức Quốc Công rất rạng rỡ. Nhưng tại sao Đức Quốc Công phải bỏ hết để lo cho đất nước Việt Nam của chúng ta, để giải thể chế độ tà quyền cộng sản,
để đem lại tự do no ấm cho người dân của chúng ta. Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta nên nhớ một điều: chúng ta mỗi người một lá phiếu là chúng ta thực hiện cái quyền lợi và trách nhiệm của chúng ta trên đất nước Việt Nam. Đức Quốc Công đã dành cho người dân một cái quyền quyết định cho vận mệnh đất nước của chúng ta. Chúng ta thử nghĩ lại, khi Cộng sản mà nó cai trị người dân của chúng ta gần 100 năm nay, có người dân nào được cầm lá phiếu để tự bầu chọn cho một vị lãnh đạo đất nước hay không? Không, xin thưa không, đúng không? Là vì chúng cai trị người dân, thì làm gì cho người dân có cái quyền đó? Nếu cho người dân có quyền đó thì người dân tự chọn lựa. Còn đằng này là chúng tự đưa bầu bán lên nhau và không có cho người dân cầm lá phiếu để quyết định một cái vị lãnh đạo cho mình. Thì ngày hôm nay Đức Quốc Công đã cho người dân cái quyền tự chọn lựa. Một là người dân chọn sống dưới chế độ cộng sản. Hai là người dân muốn được tự do no ấm thì tự người dân phải quyết định. Đức Quốc Công giao toàn quyền quyết định cho người dân Việt Nam của chúng ta. Và Đức Quốc Công của chúng ta rất tuyệt vời, là Đức Quốc Công thừa hiểu là Cộng sản nó luôn rình rập người dân, có đúng không? Nó coi người dân luôn luôn là kẻ thù tiềm ẩn. Người dân hiện tại là có miệng cũng không dám nói, có mắt cũng không dám nhìn, và có tai cũng chẳng dám nghe. Người dân Việt Nam hiện tại là vô tri, vô giác và vô cảm. Cho nên từ chỗ đó Đức Quốc Công muốn vực dậy tinh thần của người Việt của chúng ta, là luôn luôn là những người Việt qua các thế hệ tổ tiên cha ông của chúng ta. Người Việt của chúng ta rất là khôn ngoan và can đảm, chứ không có hèn nhát. Cộng sản nó đã biến người dân của chúng ta thành những người vô tri, vô giác và vô cảm. Ngày nay Đức Quốc Công đang cho người dân cái quyền quyết định và quyền sáng suốt để lựa chọn. Chúng ta hãy nhanh tay. Đức Quốc Công ở tại nước Hoa Kỳ, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, do Đức Quốc Công đang lãnh đạo. Ngài đang là vị tổng thống thứ 3 của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, của thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Và Ngài đã được người dân trên khắp thế giới, người dân Việt Nam trên khắp thế giới bầu chọn cho Đức Quốc Công từ khi Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm Thủ tướng ngày 16 tháng 2 năm 1991. Và sau khi Đức Quốc Công đã chặt cái gốc của Cộng sản là Hồ Chí Minh, là Tàu Cộng, gián điệp của Tàu Cộng cài cắm vào Việt Nam của chúng ta. Cho nên Ngài đã được người dân Việt Nam trên toàn thế giới thương mến và tín nhiệm, đã bầu chọn Đức Quốc Công là vị Thủ tướng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Và ngày hôm nay thì qua sự trưng cầu dân ý của người dân Việt trên toàn thế giới, Ngài đã được gần 5 triệu phiếu để Ngài đã đăng quang Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Và Ngài đăng quang Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta vừa mới làm một cuộc làm một đại hội để kỷ niệm Đệ Tam Chu Niên, Ngài Đức Quốc Công đã đăng quang Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ở tại phòng FCC. Vì nạn Covid cho nên là khó có thể tập hợp lại, và đã tổ chức một đại lễ vô cùng long trọng và đã phổ biến ra các video của cơ quan truyền thông của chính phủ. Người dân Việt Nam của chúng ta hãy tìm để nghe và hiểu biết Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, do Đức Quốc Công đang lãnh đạo. Ngài đang trên con tàu để về
cập bến Việt Nam. Ngài chỉ còn chờ đợi lòng dân hướng về Đức Quốc Công, trưng cầu dân ý, mỗi người dân một lá phiếu trưng cầu dân ý. Khi số phiếu trên 20 triệu phiếu, Đức Quốc Công sẽ tuyên bố giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam và tuyên bố để thế giới cùng hợp lực lại để giúp nước Việt Nam của chúng ta. Vì thế giới đã biết Tàu Cộng muốn chiếm nước Việt Nam của chúng ta, cho nên chắc chắn chúng ta sẽ lấy lại được đất tổ và không làm khổ dân. Toàn dân Việt Nam của chúng ta hãy nhanh tay lên, vì Đức Quốc Công đã làm sẵn tất cả và chỉ có chờ đợi lòng dân mà thôi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ đọc một đoạn của phần sơ lược tiểu sử và quá trình hoạt động của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cho tất cả quý đồng bào chúng ta cùng nghe. Và chúng tôi sẽ phân tích một đoạn, nhưng vì thời gian thì có hạn, cho nên chúng tôi phân tích rồi sau đó những live stream tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục để cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta hiểu được là chúng ta đang được cứu, và người cứu nước Việt Nam của chúng ta không ai khác hơn, duy nhất chỉ có một mình Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân mà thôi. Và vì sao chúng tôi phải cho tất cả quý đồng bào chúng ta biết được tiểu sử của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân? Vì nước Việt Nam của chúng ta là vùng đất địa linh nhân kiệt. Trong cái quá khứ, tổ tiên cha ông của chúng ta đã có công dựng nước và gìn giữ đất nước, cho nên đến ngày hôm nay chúng ta mới có đất nước Việt Nam. Và các vị anh hùng của thời của các vị tổ tiên của đất nước Việt Nam của chúng ta thì rất là anh hùng, can đảm, khí khái, và là những vị có công để gìn giữ đất nước Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta cũng chắc chắn là người Việt của chúng ta không ai mà không biết đến Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo đó. Nhưng mà ở một điều ở đây, cộng sản á, nó mưu mô xảo quyệt lắm đó thưa quý vị. Tàu Cộng á, nó vẫn là cho người Việt của chúng ta biết được là tổ tiên cha ông của chúng ta có các vị anh hùng để dựng nước và giữ nước, thì cũng là Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo. Nhưng ở trong cái tiểu sử, trong cái lịch sử của nước Việt Nam thì chúng ta thấy dần dần nó chui vào ở trong đó, rồi nó thay đổi. Và ở trong cái lịch sử Việt Nam bây giờ lại nó có sự hiện diện của một cái tên gián điệp Tàu Cộng là Hồ Chí Minh nữa. Cho nên người Việt của chúng ta bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu sự thật, và sự thật nó nằm ở trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Còn tất cả những ai mà không ủng hộ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công đang lãnh đạo thì đó là láo, là xạo, là dối lừa, là lừa gạt người dân để dẫn người dân đi đến chỗ chết đó thưa quý vị. Ngay cả cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy nữa đó. Nếu mà ai cầm cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta mà không có ủng hộ Đức Quốc Công thì đó là giả nghe thưa quý vị. Cho nên hiện tại chúng ta đã có sự thật thì chúng ta hãy tìm hiểu sự thật, đừng có nghe bất cứ ai nói gì mà không có sự ủng hộ Đức Quốc Công ở trong đó. Và Ngài Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng có nói, đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Ngày hôm nay Đức Quốc Công đã dạy cho chúng ta một câu nói nữa là không nghe không thấy Cộng sản nói, chẳng có cần tìm biết nó làm gì, mà phải biết bản chất và đảng tính của Cộng sản.
bản chất của nó là láo xạo, lừa gạt, gian manh, xảo trá, và đản tính của chúng nó là ác độc. Cho nên từ chỗ đó chúng ta phải loại bỏ cộng sản qua một bên, và chúng ta hãy tìm biết về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Và Đức Quốc Công của chúng ta là hậu duệ của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo đó, thưa quý vị. Thì trong tiểu sử của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, lần lượt chúng tôi sẽ giải thích và cho quý đồng bào chúng ta biết được, thì chúng ta sẽ thấy được tiểu sử của Đức Quốc Công là một thiên hùng sử cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và mỗi một người dân Việt Nam của chúng ta hãy học và chia sẻ để chúng ta gìn giữ đất nước của chúng ta, nhất định là không để cho Tàu Cộng chiếm Việt Nam của chúng ta, không thể cho Tàu Cộng biến Việt Nam thành một quận lỵ của chúng, nghe thưa quý vị. Vì mật nghị thành đô đang đến gần, mà nếu chúng ta không sáng suốt thì cái ngày đó nó sẽ đến và nó sẽ diệt chủng dân tộc Việt Nam của chúng ta đó. Tàu Cộng nó chỉ cần đất mà không cần dân. Cho nên từ chỗ đó, người dân Việt Nam của chúng ta hãy sáng suốt. Thì chúng tôi xin bắt đầu đọc một đoạn đầu để truyền tải đến cho tất cả người dân Việt Nam của chúng ta. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Sơ lược tiểu sử và quá trình hoạt động của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Tổng thống Đào Minh Quân chào đời năm 1952 tại làng Thị Nghè, tỉnh Gia Định. Ông xuất thân trong một gia đình nho giáo thanh bạch. Chánh quán của ông là làng Trúc Lâm, tỉnh Thừa Thiên, Huế, nơi ẩn thân của các hậu duệ dòng tộc Đức Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, tức là Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo, đã ba lần đánh bại quân Nguyên Mông. Từ thế kỷ 14, Đức Tổ Phụ Trần Thượng, một chi họ chính của Đức Thánh Vương, được cải thành họ Đào để lánh cư tại đây và đã khai lập ra làng Trúc Lâm. Trúc Lâm chính là tên húy của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo. Thân phụ của Tổng thống Đào Minh Quân là cụ ông Đào Thế, tức ông Một, là một trong bát tiên của làng Trúc Lâm. Thứ nam của lão ông Bách Tuế Đào Khương. Cụ Đào Thế là một trong những sĩ quan nhảy dù đầu tiên của quân lực quốc gia Việt Nam. Mà những tướng lãnh cao cấp nhất như Trung tướng Dư Quốc Đống, Tư lệnh nhảy dù, hay Chuẩn tướng Lam Sơn Phan Đình Thứ, nguyên là chỉ huy trưởng trường bộ binh Thủ Đức, người đã viết ra sách lược Cư An Tư Nguy cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đều là chiến hữu trong đơn vị của cụ Đào Thế. Thân mẫu của Tổng thống là cụ bà Nguyễn Thị Hạnh, tự Hạnh Nguyên, chánh quán làng Phủ Cam, là chủ nhân Liên Hợp Gỗ Sơn Mài Hạnh Nguyên, là người có công khai phá ngành sơn mài của Việt Nam để thay thế sơn Thái Lan, đã tạ thế sau khi đoàn tụ với gia đình tại Hoa Kỳ. Bà là trưởng nữ của kỹ sư công chánh lục lộ Nguyễn Văn Thân, dòng dõi trung thần Tế Văn Hầu Nguyễn Trãi. Cụ ông là người đầu tiên khởi công xây con đường sắt quốc lộ 1 và con đường xuyên Việt chạy dài đến thành phố Nam Vang, Campuchia mà cả nước đang sử dụng.
Bà cũng là hiền tỷ của bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn, là con đỡ đầu của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, cũng là người Việt duy nhất đậu thủ khoa ngành giải phẫu tại Viện Đại học Y khoa Sorbonne, Pháp Quốc, và cũng là người Việt duy nhất được nhận vinh dự làm giám đốc bệnh viện Sorbonne nổi tiếng này của Pháp. Khi bác sĩ Mẫn được Tổng thống Ngô Đình Diệm mời về Việt Nam thì tình hình thay đổi. Tổng thống đã bị quân đảo chánh sát hại, nên bác sĩ Mẫn được đưa về làm giám đốc bệnh viện Trung ương Huế. Trong thời gian này, ông Quân cùng gia đình bác sĩ Mẫn cư ngụ tại An Định Cung của vua Khải Định. Khi bác sĩ Mẫn được mời làm thị trưởng Đà Nẵng và được coi là lãnh tụ miền Trung trong vụ biến động năm 1966. Sau này về Sài Gòn, bác sĩ Mẫn được mời làm giám đốc bệnh viện Sùng Chính, tọa lạc tại số 929 đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Lúc thân mẫu của Tổng thống qua đời, nhà văn Nhất Chính, đại diện nhóm Vạn Thắng tại Nam Cali, đã làm hai câu liễn mang đến tư gia của Đức Quốc Công để kính tặng với nội dung như sau: dòng Trúc Lâm danh gia đào thế, đất Phủ Cam rạng nữ hạnh nguyên. Vì phụ thân là một quân nhân nên cuộc sống không cố định, có nghĩa là khi phụ thân của Đức Quốc Công đi thay đổi nơi công tác thì Đức Quốc Công sẽ đi đến nơi khác để đi học. Cho nên lúc nhỏ Đức Quốc Công không có cố định ở một nơi, dời trường rất là nhiều. Bây giờ chúng tôi quay trở lại đoạn đầu. Chúng tôi ngừng ở tại đây và chỉ có một đoạn ngắn như thế này thôi, thì chúng ta phân tích ra thì sẽ là một mà chúng tôi nói là thiên hùng sử đó thưa quý vị, nhiều lắm. Tiểu sử của Đức Quốc Công là một thiên hùng sử, vì đất nước Việt Nam của chúng ta là một vùng đất địa linh nhân kiệt, cho nên từ khi Đức Quốc Công ra đời thì làm đã được ghi dấu ở trong sấm thiên thơ rồi, chứ không có đơn giản. Cho nên trong cái cuộc chiến này, có nhiều người nghĩ là Cộng sản không bao giờ thua, nhưng ngày hôm nay Cộng sản đã gặp khắc tinh rồi đó thưa quý vị. Khắc tinh của Cộng sản là vị Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta đó. Cho nên ngay từ khi Đức Quốc Công chào đời năm 1952 thì trong sấm thiên thơ đã có câu: năm hai gốc một đâm chồi. Năm hai là năm 1952 đó, rồi gốc một thì chúng ta thử nhìn thấy là nước Việt Nam của chúng ta bây giờ nó tan hoang hết, Cộng sản nó làm tan hoang hết rồi, môi trường thì độc hại, người dân á thì bệnh ung thư, nghĩa là đứng gần như là hàng đầu thế giới, và người dân Việt Nam chết trẻ rất là nhiều. Dân số Việt Nam của chúng ta hiện nay, chúng ta thấy là hiện nay Việt Nam nó 97 triệu dân. Nhưng xin thưa, có ai để ý là người Việt của chúng ta từ từ chết quá nhiều, rồi Tàu nó mới đưa người Tàu vào. Cho nên nhìn thấy nước Việt Nam thì còn đông, nhưng thật sự người Việt của chúng ta chết rất là nhiều đó thưa quý vị. Cho nên là đất nước của chúng ta tan hoang là cái gốc cây á của Việt Nam của chúng ta, là ở trong sấm thiên thơ là gốc mục Việt Nam của chúng ta, Cộng sản nó làm cho mục nát hết rồi. Và từ cái chỗ mục nát đó thì chồi non lại xuất hiện. Và chồi non ở đây là ý nói Đức Quốc Công của chúng ta đó.
khi Đức Quốc Công sinh ra đời là một sự thay đổi cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Vì chúng tôi cũng đã từng nói Việt Nam là vùng đất địa linh nhân kiệt. Cho nên khi đất nước lâm nguy thì Thượng Đế Trời Phật, Hồn Thiên Sông Núi sẽ đưa đến đất nước của chúng ta một vị thánh nhân để cứu đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên Ngài Đức Quốc Công được sinh ra vào năm 1952 đã được ghi trong Sấm Thiên Thơ: năm hai gốc mục đâm chồi. Và ý nói là khi gốc mục là giống như thời của nước Việt Nam của chúng ta là thời Hạ Nguyên đó, là một cái thời mà coi như là hạ cấp rồi, đau khổ dữ lắm, đau khổ cùng cực. Và Việt Nam của chúng ta sẽ được bước lên một cái, được bước qua một trang sử mới đó, để bước vào thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Cho nên gốc mục là thời Hạ Nguyên và đâm chồi thì sẽ bước sang thời Thượng Nguyên. Mà khi nước Việt Nam của chúng ta bước sang thời Thượng Nguyên là nhờ đâu và do đâu? Là do chúng ta đang có một vị minh quân xuống thế để cứu nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên từ ngày Đức Quốc Công sinh ra đời là đã được ghi trong Sấm Thiên Thơ: năm hai gốc một đâm chồi, Đức Quốc Công sinh ra năm 1952. Và đó là năm Nhâm Thìn, là tuổi con rồng đó thưa quý vị. Thì chúng ta thấy Việt Nam của chúng ta hay nói một câu là tuổi rồng là tốt, đúng không? Và Nhâm Thìn thì Việt Nam của chúng ta hay nói là nam nhâm nữ quý, đúng không thưa quý vị? Cho nên nếu mà người nam mà đúng vào cung chữ nhâm á thì là tốt, và người nữ thì đứng vào cung chữ quý là tốt. Việt Nam của chúng ta như tử vi thì chúng ta có 12 con giáp, đúng không? Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, đúng không? Thì bây giờ ứng với 10 cung. Và 10 cung đó là gì? Giáp, Ất, Bính Đinh, Mậu Kỷ, Canh Tân, Nhâm Quý. Cho nên là 10 cung mà nó 12 con giáp. Cho nên nếu chúng ta không có biết được 10 cung á thì chúng ta không biết được là cái tuổi đó nó thuộc cung gì. Và năm đó là thuộc thí dụ năm con trâu đi là tuổi Sửu đi. Nhưng mà năm đó là không biết là Tân Sửu hay là Ất Sửu hay là Giáp Sửu. Đó là do 10 cung đó thưa quý vị. 10 cung đó là Giáp, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý là 10 cung. Và 12 con giáp là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Đó thì Đức Quốc Công của chúng ta sinh ra đúng ngay chữ nhâm, là cái chữ nhâm là đã tốt cho người nam rồi đó. Và tuổi rồng là một tuổi tốt ở trong 12 con giáp. Và thêm một điều đặc biệt nữa là Đức Quốc Công của chúng ta được sinh ra trong một bọc điều. Và người nào được sinh ra trong bọc điều thì là gặp nhiều may mắn. Nhưng một điều đáng nói ở đây, chúng tôi muốn cho tất cả quý đồng bào chúng ta biết là Đức Quốc Công của chúng ta được sinh ra trong bọc điều, mà sự may mắn không phải đến riêng cho Đức Quốc Công. Là trong tiểu sử của Đức Quốc Công thì Ngài trải qua những nguy hiểm tưởng như là có thể bỏ mạng, nhưng cuối cùng Ngài cũng được thoát qua. Thì trong tiểu sử của Đức Quốc Công, từ từ từng giai đoạn chúng tôi sẽ cống hiến cho quý đồng bào chúng ta biết được là rất là nhiệm màu khi chúng ta hiểu được tiểu sử của Đức Quốc Công.
Và đây là một một câu chuyện mà dường như có một không hai đó thưa quý vị. Một câu chuyện mà chúng ta tưởng là một cái huyền thoại, nhưng đây là một sự thật để cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta mới biết được là dân tộc Việt Nam của chúng ta đang may mắn. Và khi Đức Quốc Công được sinh ra trong Bọc Điều, thì trong cuộc đời của Đức Quốc Công đã gặp nhiều may mắn để thoát khỏi, để tai qua nạn khỏi. Nhưng một điều chúng tôi muốn nói ở đây là sự may mắn đó là sự may mắn cho dân tộc Việt Nam của chúng ta nữa kìa. Cho nên Đức Quốc Công được sinh ra trong Bọc Điều là một điểm để cho dân tộc Việt Nam của chúng ta biết là dân tộc Việt Nam của chúng ta được may mắn đó thưa quý vị. Là khi có sự hiện diện của Đức Quốc Công thì người dân Việt Nam của chúng ta sẽ thoát khỏi một cái ách cai trị tàn độc của Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu. Hiện tại chúng ta đang thấy và sự thật đang cho người dân biết, và kết quả sẽ rất khả quan khi dân tộc Việt Nam của chúng ta thấy được ánh sáng cuối đường hầm là Đức Quốc Công đang vẫn còn hiện diện để cứu người dân Việt Nam của chúng ta. Thì khi Đức Quốc Công được sinh ra năm Nhâm Thìn thì một nhà tướng số là thầy Nhân Quang, thầy đã nhìn ra được Đức Quốc Công là một vị chính nhân thiên mệnh. Cho nên ngài đã xin phép Đức Quốc Công để được xem về tướng số của ngài, và đã được Đức Quốc Công chấp thuận. Và thầy Nhân Quang đã lập bàn hương án để tế cáo trời đất và xin được xem quẻ cho Đức Quốc Công của chúng ta. Thì ở đây khi chúng tôi nói về lý số, coi như là tử vi của Đức Quốc Công có 102, mà 600 năm mới có được một người đó thưa quý vị. Cho nên vận mệnh của nước Việt Nam của chúng ta đang được may mắn lắm. Và nếu một người sinh ra ở năm 1952, tuổi Nhâm Thìn, người nam, sinh Bọc Điều, thì nếu chúng ta nói đơn giản như thế thì trên thế giới này ngay cái lúc đó, ngay cái giờ đó, ngay cái ngày đó, ngay cái tháng đó cũng có rất nhiều người đó thưa quý vị. Có rất nhiều người, cả 10.000 người có được cái lá số tử vi như thế. Nhưng nó không có đơn giản là khi xem tướng số tử vi thì là chỉ đơn giản như thế, nhưng còn tùy thuộc vào giờ, phút, nơi chốn và cái trạng thái và khi sinh ra nữa kìa thưa quý vị. Tất nhiên còn lệ thuộc vào phương và chi. Phương có nghĩa là khi cái người đó được sinh ra đó, thì thường Việt Nam của chúng ta hay nói là có cái người nào đó được sinh mà được sinh trong bệnh viện, hay là người mẹ vì không đến viện bảo sanh kịp thì phải sinh rơi ngoài đường, đúng không? Thì tùy theo là phương, là phương hướng đó, người đó sinh được ở trên giường hay ở trong viện bảo sanh, hoặc là người đó phải sinh rớt ở ngoài đường, hay là được sinh ở dưới đất, chẳng hạn như cái nạn Covid vừa rồi đó, thì chúng tôi thấy ở trên Facebook đó, có thấy là tội nghiệp lắm. Cái người phụ nữ mang thai và vì phải chạy Covid rồi, Cộng sản nó mở cửa rồi đi chạy về quê đó, phải sinh ở ngoài đường đó thưa quý vị. Rất là tội nghiệp luôn. Thì đó là trường hợp sinh như thế nào, gọi là phương, là phương hướng lúc sinh ra sao. Rồi chi, còn lệ thuộc vào chi nữa. Chi có nghĩa là tay chân đó thưa quý vị. Thí dụ như là người đó được sinh ra mà khi mà người cái người mà ở viện bảo sanh đó, khi mà đi siêu âm thì sẽ thấy bé Bi nằm ở trong bụng là
nằm xuôi hay nằm ngửa, thì sẽ chờ cho baby. Khi mà baby sắp sửa sinh ra thì baby sẽ quay đầu, quay đầu để có cái tư thế mà sinh ra được sinh xuôi đó. Sinh xuôi có nghĩa là cái đầu ra trước là sinh xuôi. Còn nếu mà baby không có quay đầu và cuối cùng á, thì phải sinh ngược, có nghĩa là sinh cái chân ra trước. Cho nên á, khi xem về tướng số không có đơn giản, mà phải tùy thuộc rất nhiều chi tiết thì mới biết được. Và thầy Nhân Quang đã biết được Đức Quốc Công của chúng ta là từng chi tiết. Đức Quốc Công được sinh ra, Ngài là một chính nhân thiên mệnh, và Ngài đang xuống thế gian này để cứu đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên 600 năm mới có được một người. Vì thế cho nên người Việt của chúng ta biết, hãy biết trân quý và thực hiện lời chỉ dạy của Đức Quốc Công, là Ngài đang cứu người dân, Ngài đang cho người dân quyền quyết định dân tộc của mình, là lá phiếu trưng cầu dân ý. Chúng ta điền đầy đủ vào lá phiếu thì chúng ta sẽ cứu được nước thôi, đơn giản chỉ có thế. Thì khi thầy Nhân Quang đã xem về tướng số của Đức Quốc Công thì thầy mới thấy là Đức Quốc Công được sinh ra ở do sao Tử Vi chiếu mạng, và cái sao Tử Vi là ngôi sao mà coi như là một của một vị hoàng đế đó, thưa quý vị. Và hỗ trợ cho sao Tử Vi là gồm có các sao: sao Hóa Quyền, sao Tướng Quân, sao Hữu Bậc, sao Thiên Quý, sao Thái Tuế và sao Thiên Thọ. Thì chúng ta cũng nói sơ qua về các sao này để cho tất cả quý vị chúng ta hiểu được về sao Tử Vi là một vì sao của một vị hoàng đế, và sao Hóa Quyền là vì sao nói lên người mà có vì sao này là có năng lực lãnh đạo rất tốt. Thì chúng ta nhìn Đức Quốc Công của chúng ta đang lãnh đạo chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay. Ngài đã cho người dân một cái thắng lợi vô cùng vĩ đại, đó là thắng kiện tại Tòa án Môi trường Quốc tế 38.000 tỷ Mỹ Kim, và Tàu Cộng, Tập Cận Bình, Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam đều phải chịu trách nhiệm để trả nợ cho Đức Quốc Công đó, thưa quý vị. Đó là khả năng, năng lực lãnh đạo của Đức Quốc Công của chúng ta đã thấy kết quả đó. Và sao Tướng Quân, người có sao Tướng Quân thì có tinh thần trách nhiệm, có danh tiếng, có uy tín cao, có tài lãnh đạo và khiến cho mọi người phải tin phục. Thì rõ ràng chúng ta đang thấy Đức Quốc Công của chúng ta là một vị lãnh đạo rất là anh minh tài đức. Rồi tiếp theo là sao Hữu Bậc. Sao Hữu Bậc là những người có sao Hữu Bậc thì rất giỏi chuyện văn chương bút mực, tính tình thẳng thắn, cẩn thận và có mưu lược. Đó, bây giờ thì qua sao Hữu Bậc, Đức Quốc Công của chúng ta mang vì sao Hữu Bậc, cho nên là chúng ta cũng đã thấy Đức Quốc Công với tấm lòng thương yêu người dân Việt Nam vô bờ bến, cho nên Ngài đã sáng tác những bài hát, những vần thơ, những tuyệt tác phẩm mà bút hiệu của Đức Quốc Công là Nam Quán. Thì chúng tôi cũng đã phát cho tất cả quý đồng bào chúng ta nghe rất là nhiều những vần thơ của Đức Quốc Công, là cả một tấm lòng thương yêu người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam vô bờ bến, chứ không phải là một nhà văn, một nhà thơ bình thường để sáng tác những bài thơ lãng mạn bình thường, mà là một tấm lòng thương dân yêu nước của Đức Quốc Công của chúng ta. Và rõ ràng là Ngài mang cái vì sao Hữu Bậc đã nói lên Đức Quốc Công của chúng ta giỏi về thơ văn,
và thậm chí là cả về nhạc nữa thưa quý vị. Những bài hát mà Đức Quốc Công, những bản nhạc mà Đức Quốc Công sáng tác giống như bài Tị Nạn Ca hay là Nối Nhịp Trùng Dương, thì chúng ta mới thấy tấm lòng của Đức Quốc Công đã trang trải trong bài hát đó. Cho nên những bài hát, những bài thơ Đức Quốc Công đã sáng tác là những tuyệt tác phẩm, chứ không phải là những tác phẩm bình thường, nghe thưa quý vị. Rồi, người có sao Thiên Quý. Sao Thiên Quý là được thần linh che chở cho một cách vô hình. Đó, thì trong tiểu sử của Đức Quốc Công thì chúng ta, từ từ chúng tôi sẽ chứng minh cho tất cả quý đồng bào chúng ta biết được, khi Ngài mang cái ngôi sao Thiên Quý đó thì Ngài được thần linh che chở và hỗ trợ cho Ngài vượt qua những tai qua nạn khỏi. Thì đó là người Việt ở trong chúng ta, là ở trong đạo Phật đó, dùng cái từ là gọi là không thể nghĩ bàn đó. Thật sự chúng ta không có lý giải được, khi Đức Quốc Công gặp chuyện nguy hiểm thì có cái may mắn đưa đến và Đức Quốc Công của chúng ta thoát được nguy hiểm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới vẫn còn hiện hữu một vị lãnh đạo tài ba lỗi lạc là Đức Quốc Công đang ở tại Hoa Kỳ và Ngài đang chờ đợi lòng dân đó thưa quý vị. Rồi đến sao Thái Tuế. Sao chúng tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, chứ thật sự mỗi một vì sao thì nó dài lắm, nhưng mà chúng tôi chỉ nói tóm gọn đại ý của một vì sao để cho quý đồng bào chúng ta nghe và hiểu được là hiện tại Việt Nam của chúng ta rất là may mắn để có được một vị lãnh đạo anh minh tài đức đang đứng ra để gánh vác mọi nguy hiểm, khổ sở, nhọc nhằn cho dân tộc Việt Nam của chúng ta đó. Thì nói đến sao Thái Tuế, người có sao Thái Tuế là người có bản tính ngay thẳng và bộc trực, lý luận thông minh sắc bén. Thì nói đến sao Thái Tuế và tính chất của người có sao Thái Tuế là có bản tính cực kỳ ngay thẳng và bộc trực, lý luận thông minh sắc bén. Thì bây giờ chúng tôi dẫn chứng cho tất cả quý đồng bào chúng ta hãy tìm ở trên YouTube đó, mà Việt Nam như chúng ta hay gọi là YouTube đó thưa quý vị, ở đây chúng tôi gọi là YouTube. Thì tìm cái video mà Đức Quốc Công của chúng ta được phố Bonsa TV phỏng vấn đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái bản tính cực kỳ ngay thẳng bộc trực và lý luận thông minh sắc bén của Đức Quốc Công. Thì khi xem cái video clip đó, chúng ta mới thấy được Đức Quốc Công của chúng ta tài ba lỗi lạc, mà một cái người đến phỏng vấn Đức Quốc Công của chúng ta mà muốn dẫn Đức Quốc Công của chúng ta đi đó, nhưng cuối cùng thì Đức Quốc Công lại là người dẫn cái người đó đi đó, thì gọi là quay ngược thế cờ đó thưa quý vị. Chúng ta mới thấy được tài kinh bang tế thế và cái khả năng xuất sắc tuyệt vời của Đức Quốc Công của chúng ta. Cho nên người dân chúng ta hãy tìm cái video khi Đức Quốc Công được nhà báo ở phố Bonsa TV đó là phỏng vấn, thì chúng ta mới thấy được tài ba của Đức Quốc Công của chúng ta trên cả tuyệt vời đó. Đó là Ngài mang cái ngôi sao Thái Tuế. Thì chúng ta thấy tất cả chúng tôi nói ở đây đều có dẫn chứng sự thật hết, không có gì là để mà nói không đúng, vì chính phủ của chúng ta là duy thật là cộng, cho nên tất cả những gì nói là có bằng chứng, nói có sách mắt có chứng. Còn cộng sản thì nó nói láo, nói sượt, nó gian manh xảo trá, nó lừa qua lừa lại. Cho nên tất cả ở trên truyền thông, ai mà nói đến Việt Nam Cộng Hòa, mà nói đến
lá cờ vàng ba sọc đỏ mà không ủng hộ Đức Quốc Công của chúng ta, không có nhắc đến vị lãnh đạo anh minh tài đức của Việt Nam của chúng ta là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, thì tất cả đều là nói láo này thưa quý vị. Tất cả đều là nói láo và dẫn người dân của chúng ta đi vào hố sâu tăm tối và bị diệt vong nữa, chứ không có đơn giản nha. Và cho nên là chúng ta mới thấy Đức Quốc Công của chúng ta là một một vị minh quân để đứng ra để cứu nước. Cho nên đúng là đất nước Việt Nam của chúng ta là một vùng đất địa linh nhân kiệt. Và một điều quan trọng nữa mà chúng tôi muốn nói ở đây là cung mệnh của Đức Quốc Công á, thì Đức Quốc Công thuộc mạng Trường Lưu Thủy. Và như hồi nãy chúng tôi có nói đó, là cái ngày mà Cộng sản Việt Nam muốn vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới là ngày 19 tháng 5 năm 1989, là nói là ngày 100 tuổi đó, sinh nhật 100 tuổi giả đó. Thì cái ngày đó nó không có phải là cái ngày thật, ngày sinh thật, cho nên là không có coi tử vi cái ngày đó. Mà Đức Quốc Công của chúng ta nên nhớ, Đức Quốc Công của chúng ta là một vị chỉ huy của đội Black Tiger. Black Tiger đi không tiến về không lợi. Cho nên Đức Quốc Công đã biết được cái tuổi thật của Hồ Chí Minh. Nhưng mà ở đây chúng ta không cần biết là vì sao. Là vì Hồ Chí Minh nó là người Tàu, chúng ta cần biết để làm gì. Nhưng một điều mà Đức Quốc Công của chúng ta biết là để cho chúng ta biết được là Hồ Chí Minh nó mang mạng hỏa đó thưa quý vị. Còn Đức Quốc Công của chúng ta mang mạng Trường Lưu Thủy. Thì bây giờ nếu chúng ta nói thủy là nước, thì hỏa đó, mà nếu mà nước mà gặp hỏa đó, mà cái hỏa lớn đó, thì nước nó sẽ bốc hơi đó thưa quý vị. Là nước nó sẽ từ từ bốc hơi rồi tiêu mất tiêu nước hết trơn rồi, đúng không? Đúng không? Đúng, chắc chắn là như vậy. Nhưng Đức Quốc Công của chúng ta mạng Trường Lưu Thủy. Trường Lưu Thủy là dòng nước, dòng nước tuyền đó thưa quý vị, là dòng nước cam lồ, là dòng nước thánh. Và cái mạng hỏa của Hồ Chí Minh không bao giờ là làm cho nước này bốc hơi được, mà chính Trường Lưu Thủy dập tắt được cái mạng hỏa của Hồ Chí Minh. Là mạng hỏa mà đơn giản thôi của Hồ Chí Minh, chứ là Đức Quốc Công đã dập tắt được, ngay cả dập tắt luôn cái quả Diệm Sơn nữa thưa quý vị. Là cái lửa mà lửa của núi luôn á, hỏa Diệm Sơn á, thì mạng Trường Lưu Thủy cũng dập tắt được luôn. Cho nên chúng tôi muốn nói ở đây, Đức Quốc Công của chúng ta là một vị thánh nhân, là địa linh nhân kiệt ở tại vùng đất nước Việt Nam của chúng ta 600 năm mới có một vị. Và Đức Quốc Công mang mệnh Trường Lưu Thủy là nước, dòng nước tuyền, nước cam lồ của Phật Bà và của Đức Mẹ, và sẽ dập tắt đi cái mạng hỏa của Hồ Chí Minh. Chúng ta biết như thế là để biết được là Đức Quốc Công sẽ diệt tuyệt được chế độ Cộng sản ở tại Việt Nam, mà chúng Cộng sản chúng không bao giờ đỡ được. Hiện tại thì chúng ta đã nhìn thấy Cộng sản nó mua chuộc, coi như là truyền thông bất lương ở trên khắp thế giới, đúng không? Tại vì bây giờ chúng ta vào mạng xã hội đó, chúng ta thấy đầy dãy là toàn là truyền thông bất lương, mà lại chúng đè bẹp đi truyền thông chính nghĩa của chúng ta nữa kìa. Cho nên á, người chính nghĩa thì chúng ta chỉ nói sự thật, và Cộng sản nó muốn che đậy, nhưng những người chính nghĩa
rất là khôn ngoan, tài giỏi đó thưa quý vị. Là vì sao? Là dù cho nó che đậy, nó đậy, nó lắp, nó liếm đủ thứ, nhưng những người chính nghĩa sẽ tìm cách để mà xem được những cái chương trình truyền thông của chính phủ. Đó là truyền thông chính nghĩa, nói lên tiếng nói sự thật, và nói có sách, mắt có chứng. Cho nên là Cộng sản nó không bao giờ che đậy được khi mà những người đã biết con đường chính nghĩa để mà chọn. Cho nên hiện tại chúng ta thử nhìn lá phiếu trưng cầu dân ý bây giờ đã gần 10 triệu phiếu rồi đó thưa quý vị. Từ 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, bây giờ gần 10 triệu phiếu. Từ từ mỗi ngày qua đi là những người dân Việt Nam càng sáng suốt. Vì sống trong chế độ Cộng sản, nó tẩy não nhồi sọ. Dùng cái từ tẩy não nhồi sọ là nó ghê gớm dữ lắm đó thưa quý vị. Tại sao tẩy não? Tại sao nhồi sọ? Là vì chúng đưa vào trong đầu của người dân những cái tin tức láo xạo, gian manh, xảo trá, mà nói riết, nói hoài mỗi một ngày. Chúng đặt cái loa phường ở ngoài đường đó, ở trong xóm của người dân, rồi cứ nhai đi nhai lại những cái láo xạo. Riết rồi từ cái láo, cái xạo đó, người dân nghe riết rồi quen và tưởng là thật. Đó mới là điều nguy hiểm. Cho nên Đức Quốc Công của chúng ta hiện nay đang đưa ra sự thật. Và từ từ một người dân biết sự thật sẽ truyền cho một người dân biết sự thật. Và vì cái nạn Cộng sản này nó đã xảy ra ở Việt Nam của chúng ta là gần 100 năm, cho nên người dân Việt Nam giống như là con bệnh mà nặng đó, là những người bệnh nặng. Đức Quốc Công cho thuốc từ từ, là cứ truyền thông chính nghĩa, chúng ta sẽ mỗi ngày sẽ nói một ít để cho người dân sáng mắt ra, thấy được là mình đã bị Cộng sản nó lừa và nó láo xạo, láo khoét, thì từ từ mình mới sáng mắt ra. Cho nên cái con đường cứu nước này nó đi rất là chậm, nó đi rất là chậm, mà nhiều người dân của chúng ta đau khổ quá, lại mong muốn nó đến nhanh. Nhưng khi nó đến nhanh đó thưa quý vị, nó đến nhanh thì người dân chưa có sáng mắt. Người dân phải thấy tận tường sự đau khổ cùng cực do cái chế độ Cộng sản nó gây ra, thì người dân mới có thể thoát được chế độ Cộng sản. Còn nếu mà nó đến nhanh quá đó, thì cho thuốc mạnh quá đó, cuối cùng có thể chúng ta sẽ mất nước tiếp tục nữa đó thưa quý vị. Cho nên Đức Quốc Công của chúng ta vô cùng sáng suốt khi Ngài đã cho người dân một cái quyền chọn lựa ở lá phiếu trưng cầu dân ý. Mà một điều tuyệt vời nữa là bao nhiêu người trưng cầu dân ý mà Cộng sản nó biết được bao nhiêu người thưa quý vị? Nó đâu có biết được ai đâu, đúng không? Vì hệ thống trưng cầu dân ý của Đức Quốc Công đưa ra cho người dân là an toàn 100%, không có biết được. Khi chúng biết được là có thể người dân không có tự tay làm, có thể nhờ người nào đó mà không có tin tưởng, Cộng sản nó chui vô rồi nó biết, rồi nó đi mời. Chúng ta gọi chữ mời ở đây nó gồm, nó gọi chữ mời nhưng thật sự nó là bắt. Mà nó dùng cái từ mỹ miều cho nên người dân á, rồi cứ quen cái chữ mời đó không, chứ thật sự là nó bắt đó thưa quý vị. Và khi nó đem vào đồn công an thì nó muốn đập bàn, nó muốn hét to, nó muốn hù dọa, nó muốn đánh đập và nó muốn cắt cổ ở trong đồn công an. Không có ai cứu người dân được hết, đúng không? Cho nên người dân của chúng ta hiện nay là có một cái diễm phúc rất là lớn, là nói lên tiếng nói của mình mà được an toàn, không có bị Cộng sản nó phát hiện. Chỉ cần cầm cái điện thoại thông minh lên rồi vô đó bấm thôi, rồi ngồi bấm cũng được, nằm bấm cũng được, hay là ở tại đâu cũng có thể bấm được. Rồi sau đó khi gửi đi, tất cả đều xóa hết trong điện thoại cầm tay của chúng ta. Cộng sản mà nó có đứng kế bên nó cũng không có thấy gì nữa đó thưa quý vị. Nó an toàn đến như vậy. Cho nên người dân của chúng ta hãy đặt hết niềm tin để
tự cứu mình, cứu gia đình mình, cứu dòng dõi con cái về sau của chúng ta, chứ không phải là chúng ta là làm để cho tổng thống được lợi. Như thưa quý vị, tổng thống đang cứu người dân chứ không phải người dân giúp cho tổng thống nha. Cho nên chúng ta phải nhớ điều đó, mà chúng ta hãy làm theo những gì Đức Quốc Công yêu cầu, là chúng ta chỉ cần trưng cầu dân ý. Thì sau khi người dân có được lá phiếu trưng cầu dân ý thì chúng ta có cái số căn cước đó, có thể gửi email để tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, để cùng với Đức Quốc Công khi mà lấy lại đất tổ thì mỗi một người sẽ cùng góp công sức để giúp cho nước, đất nước khôi phục lại, để đất nước của chúng ta sẽ giàu mạnh trở lại mà không có trải qua chiến tranh. Thì cho nên là từ chỗ đó chúng ta mới biết được cái lá số của Đức Quốc Công là 600 năm mới có một lần. Thì cái mạng trường lưu thủy của Đức Quốc Công là khắc chế được cái mạng của Hồ Chí Minh là mạng quả đó thưa quý vị. Cho nên là ngay cả quả Diệm Sơn cũng mạng trường lưu thủy cũng dập tắt được luôn. Cho nên là ngày nay thì chế độ cộng sản đã gặp khắc tinh của chúng rồi. Thì chúng ta nên vui mừng, người dân của chúng ta nên vui mừng, để chúng ta sẽ đón chào một cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa luôn tin tưởng vào Thượng Đế Trời Phật và hồn thiên sông núi. Chúng ta cùng chung vai góp sức để Đức Quốc Công sẽ đem đề tam Việt Nam Cộng Hòa về. Đừng có nghi ngờ hay là suy nghĩ lạc hướng để chúng ta tự hại chúng ta mà thôi. Chứ Đức Quốc Công đang cứu người Việt mà chúng ta lại chần chờ thì là kéo dài sự đau khổ của người dân Việt Nam mà thôi. Thì chánh quán của Đức Quốc Công là tại làng Trúc Lâm, tỉnh Thừa Thiên. Thì nói về làng Trúc Lâm, xin lỗi, để chúng tôi đọc hết đoạn này thì chúng tôi giải thích tiếp theo. Tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi ẩn thân của các hậu duệ dòng tộc Đức Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, tức là Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo, đã ba lần đánh bại quân Nguyên Mông. Từ thế kỷ 14, Đức Tổ Phụ Trần Thượng, một chi họ chính của Đức Thánh Vương, được cải thành họ Đào để lánh cư tại đây và đã khai lập ra làng Trúc Lâm. Trúc Lâm chính là tên húy của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo. Chúng tôi ngừng ở đây. Thì Đức Quốc Công của chúng ta là hậu duệ của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo. Và Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo là bên dòng dõi nội tổ của Đức Quốc Công. Và trong lịch sử của Việt Nam thì Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo đó là đã ba lần thắng bại quân Nguyên Mông. Thì cái quân Nguyên Mông cái thời xưa đó thì nó rất là mạnh, nó rất là hùng mạnh, nhưng mà nó đã gặp nước Việt Nam của chúng ta là vùng đất địa linh nhân kiệt, cho nên là nó đã đại bại ba lần chứ không phải một lần. Lần thứ nhất là năm 1258, lần thứ hai là 1285, và lần thứ ba là 1288. Thì Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo là thắng giặc không có phải vì lý do là quân của chúng ta đông. Nên nhớ là Tàu á, nó lúc nào nó cũng muốn xâm lược Việt Nam của chúng ta, mà Việt Nam của chúng ta là một nước nhỏ. Nhưng nếu nói là một nước nhỏ thì cũng chưa có chính xác lắm. Là vì ngày xưa đó, nước Việt Nam của chúng ta lớn lắm, gọi là Bách Việt đó thưa quý vị. Bách là 100, là 100 Việt đó. Và nước Việt Nam của chúng ta kéo dài đến tận sông Dương Tử, mà bây giờ cái sông Dương Tử đó lại nằm bên Tàu. Cho nên là Tàu á, lúc nào nó cũng muốn xâm chiếm nước Việt Nam và nó chiếm lần lần. Đó. Thì nước Việt Nam của chúng ta ngày xưa lớn, nhưng mà nó chiếm từ từ.
hiện tại là chúng ta đang có cái hình chữ S á, là nước Việt Nam. Chứ thật sự là nước Việt Nam của chúng ta là kéo dài tới tận sông Dương Tử. Cho nên là Tàu lúc nào nó cũng âm mưu muốn chiếm. Nhưng mà từ thời xưa đó thì nó chiếm không có được. Là vì tổ tiên của chúng ta đó rất là tài giỏi và rất là có nhiều mưu lược để đánh giặc. Mặc dù là Việt Nam của chúng ta dân số vẫn là thua của Tàu, nhưng mà vì quân ít nhưng mà lại đánh một cái đội quân hùng mạnh thì chắc chắn là phải nhờ vào cái sự thông minh, đầu óc tuyệt vời mới có thể thắng được vậy, đúng không? Cho nên ngày hôm nay thì chúng ta cũng như vậy đó. Đức Quốc Công của chúng ta là đang thắng giặc đó thưa quý vị. Mà cái tên giặc bây giờ nó mạnh dữ lắm, mà nó lại đông nữa. Và chúng ta nhìn đi, Đức Quốc Công của chúng ta dòm thấy quân được bao nhiêu, cứ chờ những người trưng cầu dân ý đó làm một lá phiếu là một người quân đó thưa quý vị. Và Đức Quốc Công chờ đợi để cho quân của chúng ta càng đông, mà chúng ta không đánh giặc bằng vũ khí mà chúng ta đánh giặc bằng cây viết. Có nghĩa là Đức Quốc Công bây giờ đang đưa ra tòa án môi trường quốc tế và đã thắng được vụ kiện rồi, thì bây giờ chỉ chờ lòng dân. Lòng dân của chúng ta cứ mỗi một lá phiếu là một người lính để tham gia vào trong cái đội quân hùng mạnh của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đó, thì mặc dù là đội quân của chúng ta tham gia rất là chậm, đúng không? Tham gia rất là chậm, nhưng chậm nhưng mà chắc đó thưa quý vị. Vì song song với Đức Quốc Công chờ đợi những quân lính của Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam tham gia vào là những lá phiếu đó thưa quý vị, thì Đức Quốc Công đâu có ngồi yên mà chờ, mà Đức Quốc Công đang làm sẵn hết cho người dân của chúng ta. Và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ở tại Hoa Kỳ cũng đã được cái nước đồng minh Hoa Kỳ công nhận là một chính phủ chính danh hợp pháp. Là vì chính phủ của chúng ta được ba thế hệ bầu chọn đúng theo luật pháp của quốc gia và luật pháp của thế giới luôn đó thưa quý vị. Cho nên chúng ta hiểu thì chúng ta mới mạnh dạn trưng cầu dân ý. Còn nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta cứ ngồi đó mà chờ thời. Mà chúng ta chờ thời thì chúng ta sẽ bị diệt vong. Đức Quốc Công đang cứu người dân chứ không phải là người dân cứu Đức Quốc Công. Cho nên chúng ta phải hiểu, chúng ta nhanh tay lên, đừng có mê mờ mà Cộng sản nó lợi dụng để nó kéo dài cái sự cai trị tàn độc của nó trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo đã ba lần thắng quân Nguyên Mông đó, là quân Nguyên Mông bị đại bại đó thưa quý vị. Thì vì nước Việt Nam của chúng ta có một vị đại tướng tài và biết vận dụng chiến lược để thắng được quân Nguyên Mông. Và một điều mà chúng ta hãnh diện là Đức Thánh Trần là một nhà nghiên cứu quân sự rất là lỗi lạc. Ngài có bộ binh pháp là Binh Thư Yếu Lược và Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư. Thì bộ binh pháp Ngài đã lưu truyền trong dân gian, và cái bộ Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư là đặc biệt chỉ có trong dòng tộc của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo mới có được bộ này. Còn cái bộ Binh Thư Yếu Lược thì đưa ra cho toàn dân. Cho nên từ chỗ đó chúng ta mới thấy được là Đức Quốc Công của chúng ta mới là dòng dõi trực hệ của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo đó thưa quý vị. Thành ra người dân của chúng ta không có nên nghi ngờ, mà chúng ta phải biết được để chúng ta cứu nước, cứu chúng ta trước rồi chúng ta mới cứu nước sau. Vì nếu chúng ta chưa cứu chúng ta thì làm sao cứu nước được, phải không thưa quý vị? Rồi, bây giờ chúng tôi nói đến
khi Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo mà thắng quân Nguyên Mông 3 lần đó, thì Ngài mới lui về Vạn Kiếp. Và đến thế kỷ thứ 14 đời của Đức Tổ Phụ Trần Thượng đó, thì mới đổi thành họ Đào. Từ họ Trần mới đổi thành họ Đào và lập ra làng Trúc Lâm. Trúc Lâm chính là tên Húy của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo. Tên Húy là tên gì? Tên Húy là tên ở nhà đó thưa quý vị. Thường Việt Nam của chúng ta hay có hai tên lắm, đi học thì tên khác, nhưng mà ở nhà thì tên khác, hoặc là ở nhà tên theo thứ đó, thí dụ bé 2, bé 3, bé 4 rồi vậy đó chẳng hạn. Thì Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo tên Húy là Trúc Lâm, còn Đức Trần xin lỗi, Đức Quốc Công của chúng ta tên Húy là Đào Văn, và tên thật của Đức Quốc Công là Đào Minh Quân. Bây giờ nói đến Đào Minh Quân thì chúng tôi nói thêm một điều này nữa để cho đồng bào chúng ta biết được, rất là tuyệt vời luôn và trên cả tuyệt vời nữa. Thì ở bên Tàu đó thưa quý vị, có một ngày đó là ở nước Tàu đó, do chúng ta biết là lâu lâu thì ở trên vũ trụ đó nó có những thiên thạch rơi xuống, vì cái quả địa cầu của chúng ta nằm ở trong vũ trụ, và ngoài quả địa cầu thì còn có các sao đó, các vì sao, thì là những cái là những nơi mà chúng ta chưa có thể tìm tới biết được. Nhưng mà ở trên vũ trụ đó thì thỉnh thoảng là có những người ta kêu là sao rơi đó, những cái thiên thạch đó, rơi xuống. Và khi mà có thiên thạch rơi xuống, có nước thì thiên thạch rơi xuống rất là lớn, có nước thì thiên thạch rơi xuống, thì trong cái quá trình mà rơi đó thì nó bị va chạm rồi nó bể ra đó. Thì khi rơi xuống quả địa cầu của chúng ta có thể rơi nhầm cái đất nước nào đó, thì tùy theo kích thước mà người ta phát hiện ra được những thiên thạch. Thì có một thiên thạch đó rơi xuống, ở trên thiên thạch đó người dân ở bên Tàu mới nhìn thấy được ở trên cái tảng đá đó. Tảng đá đó mình kêu là thiên thạch, thạch là đá mà thiên là từ trên trời rơi xuống đó thưa quý vị. Thì trên cái tảng đá đó nó có khắc ba chữ Thảo Miễn Chiến, là tiếng Tàu chúng ta đọc là Thảo Miễn Chiến. Thì các vị mà coi về thiên văn rồi đó, rồi những nhà tướng số học rồi đó, thì những người đó người ta mới xem là cái chữ Thảo Miễn Chiến á, thì mới xem ở trong sách Tàu đó là khi mà nước Tàu có cái người mà xuất hiện tên Thảo Miễn Chiến á, thì nước Tàu sẽ bị diệt vong đó. Cho nên là những cái ở nước Tàu đó là không ai dám đặt tên con là Thảo Miễn Chiến đó. Bây giờ chúng ta thử tìm ở tại nước Tàu 1,5 tỷ dân đó thưa quý vị, 1,5 tỷ dân, không có ai tên Thảo Miễn Chiến, không có ai. Là vì sao? Vì cộng sản ở Tàu đó, nếu mà những cái tên mà cai trị nước Tàu đó nó thấy ai mà sinh ra tên đó, đặt tên đó là nó sẽ giết hết đó. Tại vì sao? Tại vì nó sợ diệt vong, cho nên không có ai dám đặt tên con mình là Thảo Miễn Chiến. Nhưng mà một điều tuyệt vời ở đây là Thảo Miễn Chiến mà nếu chúng ta dịch ra tiếng Việt là tức Đào Minh Quân đó thưa quý vị. Thảo Miễn Chiến dịch ra tiếng Việt là Đào Minh Quân, và người mang tên Thảo Miễn Chiến lại không có sinh ra trong nước Tàu nhưng mà lại sinh ra ở nước Việt Nam. Đó là điều mà chúng ta thấy vô cùng tuyệt vời. Ngày hôm nay chúng ta mới biết được những cái sự thật mà quá tuyệt vời như vậy. Nếu chúng ta không tìm biết và không lắng nghe từ chương trình truyền thông của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công đang lãnh đạo, thì chúng ta chưa thấy được những sự vật, những cái sự thiệt, sự thật tuyệt vời như thế này. Đó là sự thật thưa quý vị. Thì
Cho nên từ khi mà biết được Thảo Mỹ Chiến là dịch ra tiếng Việt là Đào Minh Quân đó, thì nước Tàu rất là lo sợ. Nhưng chúng lo sợ cũng không làm gì được. Vì hiện nay cái con tàu của Việt Nam Cộng Hòa sắp sửa cập bến. Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta hãy vui mừng. Và khi chúng ta vui mừng thì chúng ta hãy trưng cầu dân ý cho nhanh lên, để chúng ta mới cứu nước Việt Nam của chúng ta cùng với Đức Quốc Công, để đem Việt Nam về một nước tự do, no ấm, tươi sáng được. Cho nên ở đây chúng tôi phải ngừng lại để nói về tên họ của Đức Quốc Công là Đào Minh Quân. Và khi Đức Thánh Trần đã thắng 3 lần quân Nguyên Mông, đến đời của Đức Tổ Phụ Trần Thượng thì đã cải thành họ Đào để lánh cư ở trong làng Trúc Lâm. Và một điều mà chúng ta biết ở đây nữa, đó là khi Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo đã thắng quân Nguyên Mông, là một cái quân nó mạnh, mà khi Việt Nam của chúng ta mà thắng thì chắc chắn là chúng sẽ tìm cách để chúng nó trả thù. Cho nên từ chỗ đó đến đời của Đức Tổ Phụ Trần Thượng thì mới cho con cháu vào làng Trúc Lâm và không có cho đi học chữ, thưa quý vị. Không có cho đi học chữ. Cho nên từ chỗ đó là chúng tôi thấy vì hy sinh cho đất nước mà cả dòng họ không có được đến trường. Vì để tránh họa diệt tộc, khi mà đi đến trường thì sẽ tên tuổi dòng họ từ từ sẽ lộ ra, thì Tàu nó biết thì nó sẽ tiêu diệt đó, thưa quý vị. Cho nên là khi nó tiêu diệt thì nước Việt Nam của chúng ta sẽ không còn có những vị anh hùng ra cứu nước. Nhưng may mắn cho nước Việt Nam của chúng ta thì đến thời của thân phụ của Đức Quốc Công, Ngài đã đi ra ngoài, đi ra khỏi làng Trúc Lâm và đã đi học chữ và đã đỗ đạt và đã được làm quan. Và ở trong thời Pháp thì Ngài đã được là quan một đó, gọi là ông một. Với cái chức đó ở thời Pháp là chức rất là lớn. Và ngay cả như là Trung tướng Dư Quốc Đống, Tư lệnh Nhảy Dù, hay Chuẩn tướng Lam Sơn Phan Đình Thứ, nguyên là chỉ huy trưởng trường bộ binh Thủ Đức, cũng là thuộc cấp của ông một, là cụ ông Đào Thế đó, thưa quý vị. Cho nên chúng ta mới thấy là dòng tộc bên nội của Đức Quốc Công là những vị tổ phụ kiên cường và can đảm để đứng ra để cứu nước của chúng ta, là những vị anh hùng. Và chúng ta mới thấy được là Đức Quốc Công của chúng ta có dòng tộc bên nội rất là nổi tiếng, đó là Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo. Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo thì thân phụ của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là cụ Đào Thế, là một trong những bát tiên của làng Trúc Lâm. Bát tiên, bát là tám đó, mà giống như là tám vị tiên của làng Trúc Lâm. Tại sao là tám vị tiên? Là tám vị rất là to lớn, cao to, vạm vỡ và khỏe mạnh, nổi tiếng ở làng Trúc Lâm và làm nghề nông rất là giỏi. Thậm chí là một vị đó có thể kéo hai cái lưỡi cày để cày ruộng đó, thưa quý vị. Rất là mạnh, cho nên là rất là mạnh khỏe, cho nên là nổi tiếng là bát tiên của làng Trúc Lâm. Và cụ Đào Thế cũng là thứ nam của lão ông Bách Tuế Đào Khương,
là thứ nam của lão ân Bách Tuế Đào Khương. Thì lão ân Bách Tuế Đào Khương là ông nội của Đức Quốc Công của chúng ta. Thì lão ân Bách Tuế Đào Khương sống đến 103 tuổi, rất là thọ, phải không thưa quý vị? Thì đến 103 tuổi thì lão ông đã bị cộng sản nó pháo kích vào làng Trúc Lâm, và lão ông đã qua đời năm 103 tuổi. Nếu mà không có bị nạn cộng sản nó pháo kích vào làng Trúc Lâm thì chúng tôi nghĩ lão ông Bách Tuế Đào Khương còn sống thọ hơn nữa đó thưa quý vị. Cho nên bên dòng dõi bên nội của Đức Quốc Công của chúng ta rất là khỏe mạnh và sống thọ đó thưa quý vị. Thì thân mẫu của tổng thống của Đức Quốc Công là cụ bà Nguyễn Thị Hạnh, tự Hạnh Nguyên, chánh quán ở làng Phủ Cam, là chủ nhân của liên hợp gỗ Sơn Mài Hạnh Nguyên. Chủ nhân của liên hợp gỗ Sơn Mài Hạnh Nguyên là người có công khai phá ngành sơn mài của Việt Nam để thay thế sơn Thái Lan. Đó, thì nói về sơn mài thì chúng ta còn có một điều mà chúng ta người dân Việt Nam của chúng ta mới thấy là đất nước Việt Nam của chúng ta rất là tuyệt vời, có những vị tổ tiên đi trước đã có công khai phá đất nước và đã có những cái nói chung là những cái tuyệt chiêu để cho nước Việt Nam của chúng ta là nổi bật, là những người của dòng dõi của nước Việt Nam. Vì bên thân mẫu của Đức Quốc Công là cụ bà Nguyễn Thị Hạnh đó, là tự là Hạnh Nguyên, thì bà đã là chủ của liên hợp gỗ Sơn Mài Hạnh Nguyên. Mà sơn mài ở đây á, thì chúng ta nghe nói sơn mài thì chỉ nghĩ đơn giản là tranh sơn mài thôi, đúng không? Để trang trí thôi. Nhưng khi chúng ta tìm hiểu thì chúng ta mới biết được là sơn mài không có đơn giản như thế. Và nguồn gốc của sơn mài là từ đâu? Đó là từ của mẹ của Đức Quốc Công, của thân mẫu của Đức Quốc Công. Và nguồn gốc của sơn mài là thân mẫu của Đức Quốc Công là do bên nội của Đức Quốc Công truyền lại, là của Đức Thánh Trần đó thưa quý vị. Đó, cho nên chúng ta mới thấy tuyệt vời là dòng dõi của Đức Quốc Công là có công với đất nước Việt Nam của chúng ta. Bên ngoại của Đức Quốc Công thì là dòng dõi của Tế Văn Hầu Nguyễn Trãi, là của Đức Nguyễn Trãi đó thưa quý vị. Cho nên là những vị nói chung là trung quân ái quốc, rất là có lòng với đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì bên dòng họ ngoại của Đức Quốc Công á, là có Đức Nguyễn Trãi. Thì Đức Nguyễn Trãi là đã có công để đánh thắng được giặc Minh, đánh thắng được giặc Minh và đã cứu đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên là chúng ta mới thấy là bên dòng của bên nội á, là Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo, và bên dòng của bên ngoại của Đức Quốc Công là có Đức Nguyễn Trãi, được phong là Tế Văn Hầu Nguyễn Trãi. Và Đức Nguyễn Trãi có nổi tiếng là bài Bình Ngô Đại Cáo. Bài Bình Ngô Đại Cáo của Đức Nguyễn Trãi là Đức Nguyễn Trãi đã có công để đánh đuổi nhà Minh
và giành lại được hòa bình cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên là Đức Nguyễn Trãi đã giúp cho vua Lê để thắng được giặc Minh, thì chúng ta mới thấy được là bên dòng họ ngoại của Đức Quốc Công cũng là một vị là những vị rất là trung quân ái quốc. Và bên ngoại của Đức Quốc Công á, thì là thân mẫu của Đức Quốc Công là trưởng nữ của kỹ sư công chánh Lục Lộ Nguyễn Văn Thân. Thì chúng ta ở Việt Nam chúng ta có con đường sắt mà nối dài từ Bắc đến Nam đó, để cho người dân Việt Nam của chúng ta sử dụng để di chuyển bằng con đường sắt đó, con đường mà hỏa xa đó. Thì chắc có lẽ nếu chúng ta không tìm hiểu thì chúng ta cũng không biết được đó là do công lao của ông ngoại của Đức Quốc Công của chúng ta, là kỹ sư công chánh Lục Lộ Nguyễn Văn Thân, là thân phụ của cụ bà Nguyễn Thị Hạnh đó, thưa quý vị, là cụ bà Hạnh Nguyên, là chủ của hãng gỗ Sơn Mài Hạnh Nguyên. Và gỗ Sơn Mài là thân mẫu của Đức Quốc Công làm chủ, là chế ra cái sơn mài đó. Chứ còn những người mà đi làm tranh sơn mài đó là những người đó đang dùng cái sơn mài đó để làm thành những sản phẩm. Chứ còn mà chế ra cái sơn mài đó là của cụ bà thân mẫu của Đức Quốc Công của chúng ta. Và còn một điều tuyệt vời nữa là sơn mài đó lấy từ đâu mà ra? Đó là lấy từ cây sơn đó, thưa quý vị. Mà một điều tuyệt vời nữa là cây sơn trồng ở đâu? Cây sơn thì trồng ở vùng Lâm Đồng đó, là cụ bà làm chủ. Mà khi mà Việt Cộng đó, nó đi vào trong cái những cái đồng điền mà của cụ bà trồng đó, thì mình mẩy bị sưng lên hết trơn rồi, thưa quý vị. Và thậm chí là nó nổi mủ ở trong người nữa đó, nó nung mủ ở trong người á. Vì sao? Vì cái cây sơn nó rất là độc, cái hơi của nó thôi là người ta có thể bị sưng mình mẩy. Và tại sao mà khi Cộng sản nó chiếm miền Nam của chúng ta mà nó đưa tất cả ngành nghề vào trong hợp tác xã hết, nhưng duy chỉ có cái ngành gỗ Sơn Mài Hạnh Nguyên, là cái liên hiệp gỗ Sơn Mài Hạnh Nguyên là không có đưa vào hợp tác xã được. Là vì sao? Là vì nó không có thể khống chế được cái chất độc từ loại sơn mài, từ cái sơn mài đó, mà chỉ có người chủ mới có thể là điều khiển được, có thể là cai quản được để mà không có bị độc. Cho nên đó là bí quyết gia truyền, đó là bí kíp chân truyền của dòng dõi bên ngoại của Đức Quốc Công của chúng ta, mà do bên nội truyền qua để cho cụ bà Nguyễn Thị Hạnh để mà nối tiếp từ cha ông, để lưu truyền cho đến ngày hôm nay mà Đức Quốc Công của chúng ta đang giữ những cái gia truyền đó, mà Cộng sản nó cũng không có làm sao để biết được. Vì chỉ có những người chế ra cái sơn mài mới khống chế được chất độc của cái chất sơn mài đó mà thôi. Mà Đức Quốc Công của chúng ta đang giữ cái bí kíp đó để sau này sẽ cho nước Việt Nam của chúng ta có được sự hãnh diện. Vì không có chỉ cái sơn mài là để làm tranh thôi đâu, thưa quý vị. Sơn mài thì sau khi mà những cái người mà lấy từ sơn mài đã chế ra đó, rồi làm thành những cái hoa văn chạm trổ những cái con ốc, con sò đó, là sa cừ đó, thưa quý vị, để làm tranh đó. Thì cái sơn mài đó đó, tại sao gọi là sơn mài? Tại vì sơn rồi mài nhiều lần như vậy đó, mà đúng nước là 7 lần, sơn rồi mài qua 7 lần.
Và nếu mà để làm quà tặng mà cho những cái người thân tín để mà giữ để làm quà kỷ niệm mà lưu truyền đó, thì phải là thêm hai nước nữa, là chín nước tất cả. Thì khi mà sơn mài sơn đủ nước thì đốt trên lửa không cháy. Và cái loại gỗ để làm sơn mài đó là gỗ gòn, mà nếu không có gỗ gòn thì có thể thay bằng gỗ gì mà Đức Quốc Công của chúng ta mới là người mang cái tuyệt chiêu đó, chứ còn không có ai biết được, không ai biết được. Và cái sơn mài đó thì khi mà cây sơn lấy ra nó không phải màu đen bóng như vậy đâu thưa quý vị, nó màu nâu, nhưng mà phải pha thêm một chất nữa thì nó mới được đen bóng như vậy. Cho nên đây là những cái bí kíp gia truyền mà Đức Quốc Công của chúng ta đang gìn giữ. Cho nên chúng ta mới thấy được là rất là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, khi nước Việt Nam của chúng ta còn lưu truyền những vị anh hùng, những vị có tinh thần yêu nước, can đảm để đứng ra để cứu nước của chúng ta. Chúng ta đừng có nghe từ Cộng sản nó dẫn dụ rồi chúng ta lại quên đi là chúng ta cần phải cứu đất nước Việt Nam của chúng ta. Và hiện tại thì nước Việt Nam của chúng ta đang được cứu, là chúng ta đang có Đức Quốc Công đang đứng ra để cứu nước. Thì chúng tôi nói thêm một chút xíu nữa thôi, vì thì giờ cũng đã hết hết giờ. Chúng tôi lần sau sẽ tiếp tục chi tiết hơn nữa. Thì khi mà sang Hoa Kỳ đó, thì cụ bà Nguyễn Thị Hạnh, tự là Hạnh Nguyên đó, cụ bà qua đời. Và nhà văn Nhất Chính đã đại diện nhóm Vạn Thắng tại Nam Cali đã đem đến hai câu liễn để kính tặng cho gia đình của Đức Quốc Công, với hai câu là: dòng Trúc Lâm danh gia đào thế, đất Phủ Cam rạng nữ Hạnh Nguyên. Dòng Trúc Lâm là bên nội tổ của Đức Quốc Công, là dòng Trúc Lâm là bên Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo. Danh gia đào thế, đào thế là tên của ngài thân phụ của Đức Quốc Công, là cụ Đào Thế. Danh gia đào thế là một dòng dõi bên nội của Đức Quốc Công, là những vị anh hùng, là những vị nổi tiếng và đã tham gia để cứu nước Việt Nam của chúng ta. Rồi đất Phủ Cam rạng nữ Hạnh Nguyên, thì đất Phủ Cam là bên dòng của bên ngoại của Đức Quốc Công, là có thân mẫu của ngài là cụ bà Nguyễn Thị Hạnh, tự là Hạnh Nguyên, rạng danh cho đất nước Việt Nam của chúng ta, nổi tiếng cho nước Việt Nam bên dòng nội của Đức Quốc Công, và rạng danh cho nước Việt Nam là bên dòng ngoại của Đức Quốc Công. Cho nên đó là chúng ta mới thấy được đất nước Việt Nam của chúng ta là vùng đất địa linh nhân kiệt, mà Đức Quốc Công của chúng ta là người duy nhất của nước Việt Nam hiện nay để đứng ra cứu nước. 600 năm mới có được một vị, không có phải dễ để có một người để đứng ra cứu nước. Thì trước mắt chúng ta đã thấy là Cộng sản Việt Nam nó đang khống chế Việt Nam, có một người thứ hai nào để dám đứng ra để không có phải là gọi là chống nữa, mà là diệt tiệt đó thưa quý vị, giải thể đó. Không có người thứ hai, đúng không? Không có ai cả. Cho nên từ chỗ đó chúng ta mới thấy được người Việt của chúng ta đang rất hãnh diện với thế giới, chứ không phải là ở nước Việt Nam không nha. Thế giới đang vinh danh Đức Quốc Công của chúng ta. Đức Quốc Công của chúng ta đã được 300 tờ báo quốc tế biết đến ngài. Thì toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta, những ai còn thờ ơ thì nên tìm biết, để chúng ta không có thấy hổ thẹn khi chúng ta là một người Việt Nam mà
lại thờ ơ với đất nước. Và nên nhớ một điều, tất cả những ai cầm cái lá cờ vàng ba sọc đỏ và nói đến Việt Nam Cộng Hòa mà không ủng hộ Đức Quốc Công của chúng ta là Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, là giả đó nghe thưa quý vị. Cho nên từ chỗ đó, chúng ta tất cả ai mà ủng hộ Đức Quốc Công mới là thật, còn người nào mà không ủng hộ là giả. Cho nên chúng ta phải phân biệt được. Vì hiện nay cái người gian ở trên thế giới rất là nhiều, chúng ta cần phải sáng suốt để biết được đâu là chính, đâu là tà. Và chúng ta đang đi vào cuộc chiến không có đổ máu, là một cuộc cách mạng tâm trị. Chúng ta chỉ cần một lá phiếu trưng cầu dân ý để ủng hộ cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, để cho dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, là kỷ nguyên tân dân chủ. Người dân Việt Nam của chúng ta là những người làm chủ đất nước, những người dân mới có ý thức để làm chủ đất nước và lấy lại đất nước, là tân dân chủ, để bước vào thời kỳ Thượng Nguồn Thánh Đức. Toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ rất sung sướng khi chúng ta có được Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Và tất cả những ai mà còn mê mờ thì chúng ta hãy tìm biết để chúng ta đừng có hối hận về sau. Và Đức Quốc Công của chúng ta đã hiểu tất cả những người dân của chúng ta đang bị Cộng sản nó lừa gạt, nó dẫn dắt, nó dẫn dụ để càng ngày càng kéo dài cái thời gian đau khổ của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên Đức Quốc Công cũng đã có sáng tác một tuyệt tác phẩm mà chúng tôi kính mời tất cả quý đồng bào chúng ta lắng nghe để chúng ta kết thúc chương trình hôm nay của chúng ta. Thì chúng tôi kính mời quý đồng bào chúng ta cùng nghe một tuyệt tác phẩm của Đức Quốc Công là tựa đề là Sương Pha. Kính mời tất cả quý đồng bào cùng nghe. Bài thơ Sương Pha. Và gió cứ lay cây kia tùng bắt nơ thẳng lòng ngay đường dài mong ngựa chưa ngưng vó tiếng sắc ngơ yên cương chẳng ngơ phổi tay ai đứng bên trời còn ngái ngủ kẻ năm qua 1989. Mưa vẫn bay và gió cứ lay, cây kia tùng bắt thẳng lòng ngay, đường dài bóng ngựa chưa ngưng vó, kiếm sắc yên cương chẳng phủi tai, ai đứng bên đời còn ngái ngủ,
kẻ ngồi trong mộng vẫn mơ say. Nghìn trùng đổi đá trời sương tuyết, ngũ sắc vầng dương xuyên chiếu mây. Ở đây Đức Quốc Công muốn nói cho chúng ta biết là còn có những người còn ngáy ngủ lắm, chưa có nhận ra được đâu là chính, đâu là tà. Cho nên Ngài rất là thấu hiểu vì cái nạn mà Cộng sản nó tẩy não và nó lừa gạt người dân của chúng ta. Cho nên từ chỗ đó người dân còn mê mờ chưa thấy, thì Ngài cũng đã sáng tác ra một tuyệt tác phẩm Sương Pha để cho tất cả chúng ta thấy được nỗi lòng của Đức Quốc Công là cây kia tùng bách thẳng lòng ngay. Đức Quốc Công đang cứu nước Việt Nam của chúng ta và Ngài cứ đi thẳng một đường để cứu nước, thì người dân của chúng ta mỗi ngày sẽ có nhiều người hỗ trợ Đức Quốc Công và cùng đi theo cái đoàn quân mà không dùng vũ khí, đó là lá phiếu trưng cầu dân ý. Thì khi Ngài tiến bước, chúng ta cùng đi theo, cùng nối gót theo Ngài, chắc chắn là chế độ Cộng sản tàn ác phải bị giải thể mà thôi. Cho nên bây giờ chúng tôi ngừng ở đây vì chúng tôi có thể rút gọn ở trong một thời gian ngắn, và những chi tiết về tiểu sử của Đức Quốc Công còn rất là nhiều. Thì lần sau chúng tôi sẽ phổ biến cho tất cả quý đồng bào chúng ta nghe hiểu, và chúng ta mới biết được là bổn phận và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ cần phải làm gì. Đó là chúng ta phải biết được tiểu sử của Ngài là một vị minh quân đứng ra cứu nước, thì chúng ta mới chắc chắn là nhìn ra được ai là thật sự đứng ra cứu nước, còn ai là gian tà. Cho nên nếu chúng ta không biết được tiểu sử của Đức Quốc Công thì chúng ta sẽ còn mê mờ và chúng ta sẽ còn bị Cộng sản nó lừa dối, nó dẫn dụ. Còn nếu chúng ta biết được tiểu sử của Đức Quốc Công thì không có ai qua được tiểu sử của Ngài, và chúng ta một lòng một dạ cùng nhau để cứu nước. Kính mời tất cả quý đồng bào cùng nghe một bài hát quen thuộc, đó là Trưng Cầu Dân Ý, để chúng tôi kết thúc chương trình hôm nay. Chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe. Thank you.
Nguyện xin Thượng Đế Trời Phật hồn thiên sông núi, xin gia hộ độ trì cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, được thành công viên mãn. Trân trọng kính tạ ơn Thượng Đế Trời Phật hồn thiên sông núi. Trước khi chấm dứt chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng chúng tôi cất cao lời thề son sắt do Đức Quốc Công đã truyền dạy. Dân tộc Việt bất khuất, bất khuất, cương thổ Việt bất phân, bất phân, nhân dân Việt bất ly, bất ly. Chúng tôi, Thiếu tướng Kim Huỳnh, trân trọng kính chào tạm biệt Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào tạm biệt quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Trân trọng kính chúc Đức Quốc Công Tổng thống cùng đệ nhất phu nhân luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc. Kính chúc quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước được nhiều sức khỏe và bình an. Trân trọng kính chào